Đức Trọng xin được gửi lời chào đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã quay trở lại với buổi livestream tư vấn tuyển sinh 2022 của trường Đại học Văn Lang. Văn Lang Q&A số 16. Và quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, Việt Nam chúng ta được đánh giá là một khu vực có thị trường thương mại điện tử phát triển rất nhanh và liên tục trong khu vực Đông Nam Á. Và với mức tăng trưởng cao và liên tục trong những năm gần đây, thì cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử thì logistics giữ một vai trò hết sức là quan trọng trong dây chuyền thương mại. Và hội nhập với xu hướng thị trường thì trường Đại học Văn Lang khoa thương mại những năm gần đây đã phát triển mạnh mẽ đến 5 ngành đào tạo chuyên sâu: ngành kinh doanh thương mại, ngành marketing, ngành thương mại điện tử, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, và cuối cùng là ngành kinh doanh quốc tế. Và hãy cùng Văn Lang Q&A tìm hiểu tất tần tật về hai trong năm ngành hiện có tại khoa thương mại trường Đại học Văn Lang, đó là ngành thương mại điện tử và là ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Và có mặt trong trường quay ngày hôm nay thì Đức Trọng xin được hân hạnh giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Viết Tịnh, phó trưởng bộ môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng khoa thương mại. Tôi xin kính chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh đã tham gia buổi livestream ngày hôm nay. Đức Trọng xin được trân trọng đón tiếp thạc sĩ Lê Thị Phượng Hoàng Yên, phó trưởng bộ môn thương mại điện tử. Dạ, xin kính chào quý phụ huynh và các bạn tân sinh viên sẽ đến với khoa quản trị kinh doanh trong tương lai ạ. Dạ, em chào thầy Tịnh. Thì đến với chương trình livestream Q&A trên fanpage của trường Đại học Văn Lang thì lần này ngồi trực tiếp tại studio thì thầy có cảm nghĩ như thế nào? Trước tiên là mình rất là vinh dự và rất là hân hạnh được đại diện bộ môn nói riêng và khoa thương mại nói chung để giới thiệu với các bạn một ngành rất là có triển vọng trong hiện tại và cả trong tương lai, đó là ngành logistics và chuỗi cung ứng, quản lý chuỗi cung ứng. Thứ hai là mình cũng rất là vui khi được nhà trường tạo cơ hội tiếp xúc với lại những bạn học sinh, những quý vị phụ huynh mà có lẽ trong thời gian tới sẽ không ít các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay sẽ là một phần trong gia đình Văn Lang. Dạ em xin chào cô Yến. Thì cô ơi, khi mà chuẩn bị tư vấn ngành học cho các bạn sinh viên tương lai sắp tới thì không biết là cô có cảm xúc như thế nào? Nó có khác với cái việc mà khi mà cô đứng trên lớp để giảng bài cho các bạn sinh viên không ạ? Trước hết thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian để tham dự buổi tư vấn ngày hôm nay. Và cảm xúc của mình thì hiện tại đang rất là hồi hộp hơn so với việc là mình đứng trên bục giảng. Tại vì có những giây phút mà các bạn sẽ hỏi và đôi khi có những câu hỏi mà mình cảm thấy là mình chưa từng gặp bao giờ. Cho nên là các bạn nếu muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn hãy đến với khoa thương mại của trường Văn Lang, và từ đó các bạn sẽ có nhiều cơ hội để các bạn trải nghiệm và các bạn sẽ được thực hành, cũng như là các bạn được gặp trực tiếp những thầy cô và bạn sẽ được học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hơn ạ. Dạ, em cảm ơn thầy cô rất nhiều ạ. Và bên cạnh hai thầy cô đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay thì chúng ta còn kết nối cùng với ban tư vấn xịn sò đến từ khoa thương mại nữa ạ. Và em xin mời ban tư vấn gửi lời chào đến các bạn học sinh đang theo dõi live stream ngày hôm nay ạ. Và đầu tiên thì em xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ Nguyễn Minh Đức, thầy là giảng viên bộ môn khoa giảng viên của bộ môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Dạ, em xin giới thiệu thầy thạc sĩ Nguyễn Minh Đức, giảng viên bộ môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng ạ. Em xin mời thầy ạ. Cùng với sự góp mặt của thầy Nguyễn Minh Đức thì Đức Trọng xin được hân hạnh giới thiệu thạc sĩ Lý Đức Minh, thầy là giảng viên của bộ môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Em xin chào thầy. Sinh viên thân mến, dạ, và một người thầy đặc biệt nữa không thể thiếu trong ban tư vấn ngày hôm nay đó là thạc sĩ Nguyễn Hoàng Phú, giảng viên bộ môn thương mại điện tử. Em xin chào thầy. Xin kính chào quý phụ huynh cùng các em sinh viên đã tham gia cái buổi live show ngày hôm nay, và hy vọng rằng là tôi cùng với lại các anh chị em trong ban tư vấn sẽ có những cái câu trả lời cũng như cũng giải đáp được khá nhiều thắc mắc cho các em trong những
thời gian kế tiếp của chương trình ha. Và một lần nữa xin chào các em cùng quý phụ huynh ạ. Dạ, em cảm ơn các thầy rất là nhiều ạ. Và theo biết thì khoa thương mại điện tử, ngành thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, thì từ các tên ngành học này nó đã là một khái niệm gì đó nó còn mới mẻ đối với nhiều các bạn học sinh. Và mở đầu chương trình thì em cũng muốn và các thầy cô trong ban tư vấn chúng ta có thể chia sẻ cho các bạn thí sinh hiểu đúng hơn về ngành và cũng như là ứng dụng của những ngành này trong công việc sẽ như thế nào, và kiến thức về công việc sau này và cũng như là ngành hiện tại các bạn sắp theo đuổi sẽ như thế nào. Rồi thì trước tiên là mình xin chia sẻ về ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Thế thì thứ nhất mình nói về cái định nghĩa thì chuỗi cung ứng là gì. Thì chuỗi cung ứng thì bao gồm tất cả các thành phần liên quan tới vấn đề đáp ứng được nhu cầu khách hàng, là từ cái việc mình thu mua nguyên vật liệu thô tới lúc mình sản xuất hàng hóa, phân phối hàng hóa và bán lẻ, và thậm chí bao gồm cả những cái khâu như là thu hồi hàng lỗi hay là đổi trả hàng hóa, tức là tất tần tật mọi thứ liên quan tới cái sản phẩm mà các bạn dùng hàng ngày, mà tất cả chúng ta dùng hàng ngày thì đều có một cái chuỗi cung ứng đằng sau nó. Thì logistics là một phần của chuỗi cung ứng và nó liên quan tới vấn đề là quản lý dòng chảy vật lý của hàng hóa và dịch vụ xuyên suốt cái chuỗi cung ứng. Thì liên quan đến những vấn đề như là vận tải, kho bãi, thủ tục xuất nhập khẩu, nó như mà hàng hóa các bạn có sự di chuyển xuyên biên giới. Thế thì học ngành này thì chúng ta sẽ học những cái gì? Thực tế thì ở tại Việt Nam và trên thế giới thì có hai trường phái đào tạo ngành logistics của đào tạo lý chủ cung ứng. Trường phái thứ nhất là đào tạo theo hướng quản trị. Các bạn sẽ được học về những cái lý thuyết quản lý, học về những cái nghiệp vụ xuất nhập khẩu, những nghiệp vụ quản lý vận tải, nghiệp vụ kho bãi, là mình học thiên hơn về logistics. Nhưng trường phái còn lại thì chúng ta học thiên về những thuật toán, những cái kỹ thuật quản lý, nó mang cái tính chất kỹ thuật hơn, nó mang cái tính chất kỹ thuật hơn, và nó nói chung là nó nặng nề hơn một chút về phần toán học, về những mô hình tối ưu hóa để chúng ta có thể tối ưu hóa hoạt động của từng cái mắt xích trong chuỗi cung ứng, ví dụ như là hoạt động của từng nhà máy, từng nhà kho hay là từng trung tâm phân phối. Với hai trường phái đó của ngành này thì hiện tại chương trình đào tạo ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng của khoa thương mại trường Đại học Văn Lang đang đào tạo cả hai trường phái này. Chúng ta có hai chuyên ngành, hiện tại chương trình là có hai chuyên ngành. Chuyên ngành thứ nhất là chuyên ngành quản trị logistics và chuỗi cung ứng, là theo hướng đầu tiên mà như thầy đã giới thiệu. Và chuyên ngành thứ hai là vận hành logistics và chuỗi cung ứng, là thiên về quản trị vận hành và những cái kỹ thuật vận hành. Thì như thầy đã nói thì so sánh giữa hai cái nhánh này, chúng ta sẽ có những cái sự khác biệt nhất định. Chúng ta vẫn sẽ có những khối kiến thức chung, các bạn sẽ đều được học những kiến thức chung về logistics và quản lý chuỗi cung ứng, như là quản lý kho bãi, quản lý vận tải và bảo hiểm, vân vân, và những cái môn học rất là thú vị và mới như là quản trị logistics trong thương mại điện tử chẳng hạn. Tuy nhiên chúng ta sẽ có những cái sự phân hóa khi chúng ta đi sâu vào chuyên ngành. Bên nhánh vận hành thì như bản chất của cái nhánh vận hành, nó sẽ mang nhiều tính chất và học nhiều về thuật toán và các kỹ thuật định lượng hơn, thì dẫn đến là các bạn sẽ có những cái học phần như là vận trù học, chuyên nghiên cứu về những kỹ thuật tối ưu hóa trong vận hành, học những cái học phần rất là thú vị như là kỹ thuật mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống sản xuất, các hệ thống phân phối, hay là kỹ thuật ra quyết định đa mục tiêu. Đây là những cái kỹ thuật, những cái môn học về những cái kỹ thuật được áp dụng hàng ngày, hàng giờ ở các nhà máy, ở các chuỗi cung ứng tại Việt Nam và trên thế giới. Và ngược lại thì với bên nhánh quản trị thì chúng ta có cái gì? Các bạn sẽ học những cái nghiệp vụ mà có lẽ là sẽ thân thuộc hơn với các bạn một chút, như nghiệp vụ khai báo hải quan, những nghiệp vụ ngoại thương, học những cái học phần về những thiên về cái quản trị hệ thống logistics hơn, và mang tính chất lý thuyết quản trị nhiều hơn một chút. Về mặt triển vọng của ngành thì hiện tại thì ngành này đang rất thiếu nhân lực, nói thẳng lại là vậy. Theo thống kê thì tới năm 2030 thì Việt Nam chúng ta thiếu khoảng 200.000 nhân lực chất lượng cao ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Các doanh nghiệp FDI ở nước ngoài khi đổ vốn vào Việt Nam đó thì họ cũng đang tìm kiếm nhân lực ngành này rất là khó khăn.
Thứ nhất là vì cái chương trình đào tạo của chúng ta, của các trường đại học ở tại Việt Nam hiện nay thì vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Và cái thứ hai là cái số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường và làm đúng ngành đúng nghề của ngành này ở các trường đại học khác thì tính tới hiện nay thì vẫn chưa được nhiều. Tuy nhiên thì cái chương trình tại khoa thương mại trường Đại học Văn Lang thì tự tin được xây dựng và có sự góp ý của các chuyên gia trong ngành, của những thầy cô giảng dạy các bạn cũng là những người đã làm trong ngành nghề như bản thân thầy hay là thầy Lý Đức Minh ở đây chẳng hạn, đã từng có những nhiều năm trong nghề thì rất hiểu được cái nhu cầu của doanh nghiệp và chắc chắn các bạn học ngành này tại trường Đại học Văn Lang thì sẽ mình ra trường mình sẽ đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội. Dạ, em xin cảm ơn thầy Tịnh rất nhiều ạ, và thông qua những cái mà thầy Tịnh đã chia sẻ thì chắc chắn các bạn học sinh chúng ta cũng đã nắm được phần nào về tính chất của ngành và những cái đòi hỏi về yếu tố mà các bạn sinh viên sẽ cần có để chuẩn bị hành trang cho những chặng đường đại học sắp tới, đúng không ạ? Và tiếp theo thì em xin mời cô Yến chia sẻ cho các bạn học sinh và quý phụ huynh ở đây chúng ta hiểu thêm về ngành. Xin chào quý phụ huynh và các bạn tân sinh viên trong tương lai. Thì đối với ngành thương mại điện tử thì các bạn xưa giờ mình vẫn nhớ theo một cách, đó là gì? Mình đang kinh doanh theo một cách truyền thống, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ mua hàng, đi tận đến tận nơi và mua hàng và thanh toán tiền và chúng ta sẽ mang hàng hóa về nhà. Còn đối với thương mại điện tử, chúng ta sẽ hiểu nôm na là bạn có thể ngồi ở nhà, bạn muốn mua bất kỳ những thứ gì mà bạn cần thiết hoặc là bạn yêu thích ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, bạn vẫn có thể ngồi tại nhà, bạn cứ vào trang website, bạn lựa chọn món hàng và sau đó họ sẽ xác nhận cái đơn hàng cho bạn và họ sẽ xác định cho bạn là gì? Phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán ở đây, ngày xưa chúng ta vẫn dùng tiền mặt và bây giờ thì chúng ta vẫn dùng các hình thức thanh toán thông qua các ngân hàng điện tử hoặc là các ví tiền điện tử để mà chúng ta thanh toán được món hàng mà mình yêu thích. Và mình chỉ việc ngồi nhà và chờ khoảng từ 3 đến 5 ngày thì hàng hóa sẽ được thế nào? Sẽ được ship trực tiếp về nhà cho chúng ta ngay sau đó mà chúng ta không phải đi đâu cả, không mất nhiều thời gian. Thì đó chính là điểm khác biệt của ngành thương mại điện tử. Và nói sâu xa hơn, đối với ngành thương mại điện tử, nó còn giúp trên các chúng ta làm một cách là gì? Chúng ta có thể vận hành các cái sàn thương mại này. Và các bạn sinh viên sau khi học, các bạn vẫn có thể là tự start up để mà kinh doanh ra một cái doanh nghiệp của chính bản thân mình. Rồi bên cạnh đó thì thương mại điện tử mình không chỉ hiểu theo một nghĩa đó là mình mua bán hàng ở mức độ cá nhân, mà mình sẽ làm một cái nhiệm vụ nữa cũng gần giống với logistics, đó là gì? Mình sẽ xuất khẩu hàng hóa và mình nhập khẩu hàng hóa ở mức độ là xuyên biên giới giữa các quốc gia với nhau. Thì như vậy ngành thương mại điện tử, khi mà trước kia chúng ta thấy rằng hàng hóa chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc là chiếm tỷ trọng khá cao, nhưng cho đến thời điểm dịch bệnh thì hàng hóa đang ở mức là gì? Bị chặn lại, bị tắc nghẽn ở biên giới. Và đối với khối ngành thương mại điện tử về sau này thì họ đang muốn rằng là gì? Họ sẽ phải thay thế những cái phương thức mà xuất khẩu hàng hóa truyền thống hiện tại để mà họ có thể là gì? Chỉ vận dụng các kiến thức cũng như là các kỹ năng hoặc là các cái kỹ thuật chủ yếu để mà họ có thể xuất hàng thông quan dễ dàng. Thì đó chính là nhiệm vụ cũng như là cốt lõi của ngành thương mại điện tử. Tuy đối với ngành thương mại điện tử thì các bạn sẽ có một câu hỏi rằng là nghe thương mại điện tử thì chúng ta sẽ áp dụng kể cả công nghệ thông tin. Vậy thì mình là một người không biết rành về công nghệ thông tin thì mình có thể học và làm việc trong ngành này được hay không? Thì xin thưa rằng đối với ngành thương mại điện tử, các bạn sẽ áp dụng tất cả những cái ứng dụng công nghệ thông tin vào trong cái lĩnh vực điều hành và vận hành trong doanh nghiệp của mình. Rồi đối với sinh viên tiềm năng thì đối với ngành thương mại điện tử rất là lớn. Hiện tại các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee, Tiki, đó là các sàn ở trong nước. Thì còn có những sàn như là Amazon, eBay, Alibaba đều đang chuyển dần chuyển tiếp vào Việt Nam để bắt đầu quá trình kinh doanh của mình.
cho nên nhân lực của ngành với mức độ yêu cầu rất là lớn, và họ đòi hỏi là những nhân sự khi mà họ tuyển dụng vào thì phải được đào tạo bài bản và đúng chuyên ngành mà mình học, và có thể làm gì giúp cho họ phát triển thị trường rộng lớn hơn. Em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy cô ạ. Và em được biết rằng là hiện nay trường đại học Văn Lang là một trong những trường đại học đào tạo ngành thương mại điện tử và ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng rất là đông đảo, và được sinh viên đập hồ sơ vào hàng năm rất là nhiều, bởi vì nó thu hút một lượng sinh viên rất là lớn đó. Thì vậy thì thầy cô có thể nhấn mạnh cho em được là những cái đặc điểm nào mà nổi bật và những cái đặc trưng nào đào tạo của ngành mà để cho hai ngành học này tại đại học Văn Lang có thể gọi là nổi bật như vậy, và để có thêm thông tin để cho các bạn sinh viên có thêm cơ sở để lựa chọn ngành sau mình sau này không ạ? Thì mình xin thầy xin phép được phát biểu trước về ngành logistics quản lý chuỗi cung ứng tại trường đại học Văn Lang. Thế thì như thầy đã nói ha, mình có hai cái trường, ngành này có hai cái trường phái, và ở trường mình, ở trường đại học Văn Lang mình đó, thì ngành logistics quản lý chuỗi cung ứng các bạn được lựa chọn một trong hai trường phái này luôn. Thông thường là các bạn qua những trường đại học khác thì thường họ chỉ dạy một trong hai, và đa số là thường họ dạy thiên về nhánh quản trị, tức là những cái nghiệp vụ ngoại thương, những cái nghiệp vụ xuất nhập khẩu này nọ. Tuy nhiên thì ở trường đại học Văn Lang thì lại cung cấp cho các bạn cơ hội để các bạn tìm hiểu và lựa chọn cả hai nhánh này, và từ đó thì mở rộng được hơn cái cơ hội việc làm cho các bạn sau này hơn. Đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai thì bộ môn logistics khoa thương mại trường đại học Văn Lang đấy thì rất mạnh về hoạt động sinh viên. Hiện nay thì nhóm giảng viên của thầy đang của bộ môn đang dẫn dắt một câu lạc bộ logistics với số lượng thành viên rất là đông đảo. Và nếu các bạn tìm hiểu thử thì mặc dù câu lạc bộ mới được thành lập chưa tới một năm, nhưng đã tổ chức được một cuộc thi về logistics và quản lý chuỗi cung ứng cấp quốc gia rất là thành công năm vừa rồi, đó là SLOC 2021. Thì hiện nay thì câu lạc bộ cũng đang chạy tiếp cái chương trình này, mùa 2 SLOC 2022 thì cũng đang thu hút được rất là đông đảo với gần 1.000 sinh viên tham dự vòng 1 từ khắp nơi trên Việt Nam, và thậm chí là có một số bạn ở một số trường đại học nước ngoài như là ở Đại học Swinburne ở Melbourne và Đại học West Sydney cũng đã tham dự vào cái vòng 1 của cái chương trình này. Thứ ba là bộ môn của thầy, bộ môn logistics cũng rất mạnh về nghiên cứu khoa học, là đầu tàu nghiên cứu khoa học của khoa thương mại, với số lượng xuất bản những cái bài báo khoa học uy tín cho những tạp chí thuộc danh mục uy tín quốc tế lên tới con số hàng chục mỗi năm. Thế thì cái này sẽ mang lại cho các bạn điều gì? Mang lại cho các bạn những thứ nhất là những gì mà giảng viên nghiên cứu thì sẽ được ứng dụng vào trong bài giảng, và các bạn sẽ tiếp thu được những kiến thức tiên tiến và những cái nghiên cứu mới nhất của các giảng viên ở bộ môn nghiên cứu. Thứ hai là các bạn sẽ có cơ hội được tiếp xúc với nghiên cứu rất là sớm nếu các bạn là thành viên của bộ môn logistics. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay từ năm nhất, năm hai, nếu các bạn có nhu cầu, các bạn sẽ được giảng viên hướng dẫn viết tập nghiên cứu. Đầu tiên là mình phụ trợ nghiên cứu, mình tập viết bài, mình được các thầy cô hướng dẫn tìm kiếm đề tài nghiên cứu, và các thầy cô hỗ trợ các bạn có thể làm những đề tài nghiên cứu sinh viên cấp trường cơ bản, để rồi năm 3, năm 4 các bạn có thể chọn cho mình một cái hướng nghiên cứu học thuật để, và các thầy cô sẽ hướng dẫn các bạn nhiều hơn. Thậm chí là hiện nay có một số bạn sinh viên năm 3 của ngành thầy đã có những xuất bản trên những tạp chí thuộc danh mục Scopus, là danh mục những tạp chí rất là uy tín trên thế giới dưới sự hướng dẫn của giảng viên ngành logistics. Thì đó là ba cái đặc điểm mà thầy nghĩ là sẽ tạo nên sự khác biệt rất nhiều của ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại trường đại học Văn Lang so với cùng ngành này nhưng mà ở các trường bạn. Em xin cảm ơn thầy rất nhiều và em cũng xin mời cô Yến có đôi lời bổ sung về ngành. Đối với ngành thương mại điện tử, tuy là một ngành mới so với của các trường trên thế giới, vì các trường trên thế giới ngày xưa họ đào tạo về kinh doanh online, kinh doanh số. Tuy nhiên đối với ngành thương mại điện tử thì mình sẽ đi chuyên sâu hơn vào các ngành của kinh doanh số, và đặc biệt là chú trọng về thương mại. Trong đó các bạn cũng có học thêm được những cái kỹ năng, được ứng dụng những công nghệ thông tin vào trong cuộc sống của chúng ta.
Bên cạnh đó thì do ngành cũng đang mới dần thành lập và chương trình đào tạo thì đang có định hướng là sẽ đi theo các trường nổi tiếng trên thế giới, cùng với sự dìu dắt cũng như là sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, trong đó đặc biệt là có sự hỗ trợ rất là lớn từ phía Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam, cũng như là quý doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ. Bên cạnh đó thì các bạn sinh viên, các bạn cũng có thể tham gia các hoạt động được tổ chức, ví dụ như là các bạn đang làm start-up hoặc đang hoạt động tại câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ của khoa. Thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội để các bạn được trải nghiệm và các bạn được thể hiện chính bản thân mình trong ngành nghề và trong lĩnh vực. Em xin cảm ơn cô Yến rất nhiều ạ. Và để tìm hiểu thêm về ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng thì em xin mời thầy Đức và thầy Minh có thể chia sẻ thêm thông tin để cho các bạn sinh viên và quý phụ huynh đang theo dõi chương trình được nắm bắt ạ. Đầu tiên thì em xin mời thầy Đức ạ. Chắc là em mời thầy Minh đi. Em mời thầy Minh. Dạ, trong thời gian mà đợi thầy Đức kết nối với chương trình thì em xin mời thầy Minh có thể chia sẻ thêm cho các bạn sinh viên cũng như là quý phụ huynh đang theo dõi livestream thêm thông tin về ngành logistics ạ. Em xin kính mời thầy Minh ạ. Rồi, xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Thì liên quan tới cái ngành đào tạo logistics thì hiện tại là bên bộ môn Logistics triển khai đào tạo rất là nhiều những cái phần mềm liên quan tới ứng dụng các công nghệ thông tin vào trong môi trường doanh nghiệp. Thì cũng chia sẻ, khi lúc đầu thì Tịnh cũng có chia sẻ là bản thân Lý Đức Minh á, là cũng đã làm ngoài doanh nghiệp khoảng 16 năm rưỡi. Thì bây giờ bắt đầu tham gia vào làm giảng viên cho trường Đại học Văn Lang. Cho nên với kinh nghiệm mà hơn 16 năm làm việc ở ngoài doanh nghiệp á, của từ môi doanh nghiệp của Mỹ, doanh nghiệp của Nhật cũng đã tham gia thì mình nhận thấy một điều là cái ngành logistics và đặc biệt là ứng dụng các cái phần mềm công nghệ thông tin á, ví dụ như là phần mềm SAP nè, phần mềm Oracle nè, đó là những cái phần mềm chủ đạo mình sử dụng ở trong môi trường doanh nghiệp, đặc biệt là ở cái bộ phận mà logistics để mình làm thủ tục khai báo hải quan, thông quan. Thì bên bộ môn logistics đã tổ chức hướng dẫn cho sinh viên học cái một môn gọi là hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, đó gọi là môn ERP, mà đã thực hiện hướng dẫn sinh viên thực hành trên cái phần mềm gọi là Odo, là phần mềm có giao diện tương tự giống như là phần mềm SAP. Sau khi học viên có thể học xong cái môn về hoạch định nguồn lực doanh nghiệp á, thì học viên có thể là làm việc trực tiếp được ngoài doanh nghiệp tại bộ phận mà mình tham gia, thậm chí là kho hay là bộ phận logistics. Đó là cái điểm mạnh mà bên bộ môn logistics đang hướng đến là đào tạo hướng thực hành cho sinh viên học ra là làm được. Rồi đó là cái điểm mạnh mà mình muốn chia sẻ đến với phụ huynh cũng như là sinh viên. Dạ, em xin cảm ơn thầy Minh rất là nhiều về những chia sẻ vừa rồi ạ. Và kính thưa quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh đang theo dõi livestream thì về ngành thương mại điện tử thì cũng có những thông tin rất là cần thiết hôm nay để chia sẻ cho tất cả các bạn. Và em xin kính mời thầy Phú sẽ chia sẻ thêm những thông tin về ngành thương mại điện tử ạ. Em xin kính mời thầy. Xin chào quý phụ huynh cùng các bạn sinh viên. Thì nói về ngành thương mại điện tử thì như theo báo cáo gần nhất của Google, Temasek, VN Index Company thì đến 2023 thì ngành thương mại điện tử của Việt Nam sẽ chạm ngưỡng là tổng giá trị thị trường GMV vào khoảng 220 tỷ đô và tăng trưởng hàng năm từ 2021 là khoảng 21 tỷ, sẽ tăng khoảng đâu đó 29% mỗi năm, và là đến khoảng năm 2025 thì giá trị thị trường của ngành thương mại điện tử là khoảng 57 tỷ đô. Và những con số đấy nói lên điều gì? Mình thấy rằng là tiềm năng của ngành rất là lớn và sự phát triển của ngành thương mại điện tử, nếu như mà
Theo quan sát của các thầy cô trong ngành thương mại điện tử của Đại học Văn Lang thì chúng tôi thấy rằng là ngành thương mại điện tử nó đang mở rộng ra rất nhiều ngành khác nhau và có rất nhiều khái niệm mới được xây dựng và phát triển trong suốt cái quá chiều dài phát triển lịch sử của cái ngành thương mại điện tử này. Và Văn Lang cũng là một trong những cái trường đại học đầu tiên mà tôi thấy rằng là đang bắt kịp xu hướng và cũng đang triển khai bổ sung những cái ngành hẹp, ví dụ như là ngành kinh doanh thương mại, gọi là kinh doanh gọi là e-business, thì ngành này là một ngành rất là rộng. Nếu các bạn tham gia học ngành thương mại điện tử của Văn Lang thì sẽ có cơ hội học thêm cái ngành hẹp này, và đây là một trong những cái ngành mà giúp các bạn có thể mở rộng cái cơ hội nghề nghiệp cũng như là những cái kiến thức về về doanh nghiệp chuyển đổi số bên ngoài. Các bạn hoàn toàn có thể, ngoài những cái công việc liên quan trực tiếp đến lĩnh vực thương mại điện tử như làm việc cho các sàn thương mại điện tử, mở một doanh nghiệp thương mại điện tử của riêng mình, thì các bạn hoàn toàn có thể tham gia vào quá trình chuyển đổi số của cả một doanh nghiệp. Đó là những kiến thức mà bên ngành thương mại điện tử đã xây dựng và phát triển để dành cho các bạn tân sinh viên mới của ngành. Và đây là một trong những thế mạnh mà tôi đánh giá rằng là nó rất khác biệt so với các chương trình của các trường đại học khác trên địa bàn thành phố cũng như trên bản thổ Việt Nam. Và đây là một trong những cái điểm mà các bạn cần lưu tâm khi các bạn hỏi và tìm hiểu về ngành thương mại điện tử ở Đại học Văn Lang. Và tôi hy vọng rằng là với những chia sẻ này cũng đã nổi bật làm nổi bật lên được những cái điểm khác biệt của ngành thương mại điện tử của Đại học Văn Lang nói riêng, cũng như là cái sự độc đáo cũng như là có hơi hướng xu hướng của thời đại của riêng cái ngành thương mại điện tử này. Xin cảm ơn ạ. Dạ, em xin cảm ơn những chia sẻ của thầy ạ, và hy vọng rằng những chia sẻ của ban tư vấn sẽ truyền thêm cảm hứng đến tất cả các bạn học sinh và quý phụ huynh đang theo dõi livestream ngày hôm nay ạ, và sẽ tìm được cái ngành nào phù hợp với mình ạ. Và dưới phần bình luận thì em cũng đã thấy có những bạn phụ huynh để lại những câu hỏi rất nhiều rồi ạ. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu gỡ rối cho các bạn nha quý thầy cô ơi. Dạ, về câu hỏi đầu tiên á, thì em xin được hỏi thầy Tịnh, thì cái chuẩn đầu ra của ngành của mình là như thế nào ạ? Về chuẩn đầu ra, nói như thế nào cho nó dễ hiểu nha. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ra nó rất là phức tạp. Chính xác thì hiện nay là chương trình đào tạo ngành Logistics đang được thiết kế khóa 28 đấy. Các bạn đang có 10 chuẩn đầu ra và được chia làm 3 nhóm: kiến thức, kỹ năng, thái độ và trách nhiệm. Thế thì với mỗi cái nhóm, bây giờ mình nói về kiến thức và kỹ năng đi, các bạn sẽ được học, để mình tóm tắt lại luôn cho nó dễ. Sắp tới thì cái chuẩn đầu ra này về mặt chi tiết sẽ được công bố khi tuyển sinh và trên website nhà trường. Nhưng mà bây giờ thì thầy xin phép là thầy được tóm tắt một chút. Là đầu tiên thì tất nhiên các bạn sẽ học những cái khối kiến thức về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội cơ bản cần thiết, là những khối kiến thức đại cương đó là chắc chắn các bạn sẽ có. Thứ hai là các bạn sẽ học những khối kiến thức và kỹ năng liên quan đến khối ngành kinh tế nói chung. Tại vì nói gì thì nói, ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng cũng là một phần thuộc cái nhóm ngành kinh tế. Thứ ba, các bạn sẽ học những kiến thức và được đào tạo những kỹ năng mang chung của ngành, là những cái học phần liên quan tới quản lý logistics và chuỗi cung ứng nói chung, những cái kiến thức chung như là kiến thức và kỹ năng quản lý nhé, quản trị nhà kho tồn kho, hay là quản trị sản xuất, quản trị chất lượng, quản trị thu mua. Và tiếp đến là những kỹ năng và kiến thức về chuyên ngành. Và các bạn có hai chuyên ngành như đã nói, chuyên ngành quản trị logistics và chuyên ngành vận hành logistics, thì có những cái khối kiến thức và kỹ năng riêng. Ngoài ra các bạn có những sẽ được đào tạo những cái kỹ năng về tin học cơ bản là tất nhiên. Và đặc biệt là trường chúng ta có một cái chuẩn đầu ra dành cho sinh viên, đó là chuẩn đầu ra về tiếng Anh. Tức là nhà trường kỳ vọng sau khi các bạn tốt nghiệp, các bạn sẽ đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh thuộc bậc 4/6 của khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Đấy,
Về thái độ và trách nhiệm thì sẽ tất nhiên là sẽ đào tạo cho các bạn cái tác phong công nghiệp, cái tinh thần, các kỹ năng và cái tinh thần làm việc nhóm cũng như làm việc cá nhân một cách hiệu quả. Và đặc biệt, cái này là thầy thấy rất là hay, đó là đào tạo cho các bạn đảm bảo khi các bạn ra trường các bạn sẽ có cái tinh thần phấn đấu và học tập suốt đời. Và đây là một cái điều rất là đáng quý. Thì đó là mình là thầy xin phép tóm tắt lại những cái chuẩn đầu ra của chương trình. Còn về mặt chi tiết, từng chuẩn đầu ra như thế nào, mỗi môn học nào sẽ giúp các bạn hình thành được, đáp ứng được những chuẩn đầu ra nào, thì các bạn đợi một thời gian nữa thì trên website của nhà trường sẽ có đăng tải chương trình đào tạo của khóa 28 sau khi được phê duyệt, thì các bạn có thể vào để các bạn xem. Dạ, em xin cảm ơn thầy Tịnh rất nhiều về những thông tin đã khi thầy đã chia sẻ về chuẩn đầu ra của ngành ạ. Và tiếp theo đây thì về tiềm năng của ngành logistics tại Việt Nam như thế nào thì em xin mời thầy Tịnh giải đáp cho quý phụ huynh cùng các bạn học sinh đang theo dõi livestream chúng ta nắm bắt được. Xin kính mời thầy. Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Thì các bạn ấy, là hiện tại giờ hầu như các bạn đều đang xài smartphone, thì các bạn có thể mở lên Google bấm cái chữ là nhu cầu nguồn nhân lực logistics tại Việt Nam những năm sắp tới, hoặc là cụ thể hơn là các bạn có thể bấm là nhu cầu nguồn nhân lực Việt Nam ấy, năm 2023-2024. Như thầy Tịnh đã chia sẻ với các bạn ấy, là cái nguồn nhu cầu về liên quan tới ngành logistics đến năm 2030 ấy, là cần đến gần 200.000 nguồn nhân lực. Đó là một con số mà các quý phụ huynh cũng như là các bạn sinh viên chỉ cần bấm lên Google trên Internet là có thể nhìn thấy liền trước mắt. Chính vì vậy, điều này muốn nói lên điều gì? Là các bạn khi học cái ngành logistics này, đó là có xu hướng mà các bạn sau khi học ra thì một điều chắc chắn rằng các bạn sẽ có một việc làm như mong muốn mà các bạn đang mong đợi. Đó là mà thông tin liên lạc người ta đã chia sẻ hết rồi. Cái thứ hai nữa là trường Đại học Văn Lang là đào tạo theo hướng thực hành. Đại thứ thực hành là gì? Là các bạn vào trong lớp học là mình sẽ vừa học lý thuyết, kèm theo đó là những cái bài tập thực hành theo nhóm, giống như thầy Tịnh chia sẻ với các bạn hồi nãy á, là mình phải là làm bài tập nhóm nè, mình phải phát huy trong cái nhóm đó thì mình phải thể hiện bằng cái tính độc lập của mình ở trong đó, là thầy cô sẽ hỗ trợ với các em trong quá trình học tập của mình để làm sao mình làm tập nhóm nhưng cái kỹ năng từng cá nhân được phát triển một cách toàn diện. Đó là cái hướng mà thực hành để cho các bạn khi học xong trường Đại học Văn Lang là ra trường là các bạn có thể làm được, chứ không đơn thuần mình chỉ học là cái phần trên cái phần lý thuyết, mà cái hướng thực hành là cái hướng chủ đạo mà trường Đại học Văn Lang sẽ đào tạo cho các bạn. Kèm theo đó là trong quá trình học của mình sẽ được lồng vào những cái gọi là các cái ứng dụng những cái phần mềm công nghệ thông tin á vào công việc học của mình, tại vì thời điểm hiện tại và trong tương lai cái vấn đề mà ứng dụng công nghệ 4.0, mình nói 4.0 thì nó hơi có một số anh chị có thể là không nắm rõ, nhưng mà nôm na là mình ứng dụng công nghệ phần mềm máy tính vào trong hoạt động công việc của mình. Đó là cái hướng mà hiện tại trường Văn Lang và thầy giáo như như Minh, như thầy Tịnh là đang hướng dẫn trực tiếp cho các bạn sinh viên thao tác trực tiếp trên máy tính để các bạn có thể học và thực hành được. Mục đích của mục tiêu cuối cùng là khi các bạn lấy được tấm bằng Đại học Văn Lang ra là các bạn vào trong doanh nghiệp một cách tự tin để mình vào môi trường làm việc mà không còn một cái ngỡ ngàng nào nữa, tại vì mình đã được thực hành tại trường Văn Lang rồi. Thì đó là một số điểm mà mình chia sẻ. Dạ, em xin cảm ơn thầy Minh rất nhiều ạ. Sau những thông tin của thầy Minh chia sẻ vừa rồi thì em cũng xin mời thầy Đức bổ sung thêm những thông tin khác để cho các bạn học sinh cũng như là quý phụ huynh chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt ạ. Xin mời thầy. Đức hình như mic còn có vấn đề gì không ta? Cái này do em ru. Rồi, thì khi mà nói về tiềm năng của logistics thì Việt Nam thì phải nói là rất tiềm năng và chắc chắn là phát triển. Thì nếu mà đến thứ nhất ấy, thì khi mà nói về phát triển của logistics ở Việt Nam thì thứ nhất là mình phải dựa trên cái chính sách của nhà nước. Thì khi mà chính sách thì hiện nay thì chính phủ đang rất là mong muốn là cái ngành logistics và lấy chung bứng của Việt Nam mình là phát triển ở tầm quốc tế.
thì đơn cử là dựa trên cái quyết định 221 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành vào năm 2021 đó, thì mục tiêu của Việt Nam mình á, là cái ngành logistics là phải đạt trong top 50 của thế giới về năng lực phát triển logistics của Việt Nam. Đó, thì dựa trên cái chính sách như vậy thì thông qua rất nhiều những cái gói đầu tư của nhà nước vào cơ sở hạ tầng, ví dụ như là xây hệ thống cảng biển, như hệ thống cảng biển cái mép là dùng để mà cạnh tranh so với các cảng biển lớn ở Singapore đó, hoặc là ở Hồng Kông, Đài Loan đó. Và ngoài ra thì chính phủ cũng đầu tư xây dựng vào các hệ thống sân bay, như là chuẩn bị là Thành phố Hồ Chí Minh là đang chuẩn bị xây dựng cái hệ thống sân bay ở Long Thành quốc tế, đó là một cái hệ thống sân bay mà đang được 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 kỳ vọng là cạnh tranh ở khu vực về để mà nâng cao cái năng lực của logistics. Và cái thứ hai mà để có thể mà nâng cao được cái tiềm năng của Việt Nam mình đó là cái kim ngạch xuất khẩu. Hiện nay thì kim ngạch xuất khẩu Việt Nam mình, cái tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam mình hàng năm là mức độ tăng trưởng là ở hai con số, trung bình là khoảng tầm 15% một năm đó, và dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Cho nên là đây là một cơ hội cho những các bạn sinh viên sau này khi mà tốt nghiệp ra trường thì chúng ta sẽ có cơ hội lớn trong việc tiếp cận với cái thị trường rất tiềm năng này đó. Và cái thứ ba là hiện nay thì chính phủ cũng đang kêu gọi các cái tổ chức nước ngoài đầu tư FDI đó, để mà nâng cao cái kim ngạch xuất khẩu Việt Nam mình lên đó, và từ đó thì dẫn tới là cái hoạt động logistics của Việt Nam mình sẽ phát triển lên đó. Thì đó là cái toàn cảnh về cái bối cảnh phát triển của Việt Nam trong tương lai. Dạ, em xin cảm ơn các thầy về những thông tin hữu ích vừa rồi ạ. Và em tin rằng là những thông tin này cũng sẽ giúp cho các bạn sinh viên có thể định hình được rất rõ những cái khả năng mà mình sắp tới sẽ phải nắm bắt và chuẩn bị để theo học ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng ạ. Em xin cảm ơn hai thầy ạ. Và để kết nối với chương trình thì có một bạn bạn Nguyễn Thị Trúc Nga muốn hỏi một câu hỏi như sau là: Dạ thưa cô, em muốn hỏi là ngành thương mại điện tử có nặng về mảng lập trình không ạ? Để mời cô Yến ạ. Đối với ngành thương mại điện tử thì đối với các khóa trước hoặc là của các trường khác thì đa phần là các bạn sẽ học nặng về công nghệ thông tin, vì công nghệ thông tin nói chung và lập trình nói riêng. Tại vì khi mà các bạn sử dụng, ví dụ như là muốn vận hành một cái sàn, hoặc là muốn khảo sát những thông tin, hoặc là phân tích dữ liệu từ khách hàng, hoặc là từ các sàn, hoặc là từ các đối tác đưa đến, thì các bạn sẽ phải sử dụng các cái kiến thức về công nghệ thông tin rất là nhiều. Tuy nhiên, đối với trường Văn Lang thì ngành thương mại điện tử sẽ đi sâu vào hướng thương mại là nhiều, và các bạn chỉ cần biết một ít kiến thức về kỹ năng về công nghệ thông tin, có thể là căn bản, để các bạn có thể vận dụng được những cái ứng dụng đã được các nhà phát triển, các nhà sáng lập á, họ họ sáng lập ra, và mình chỉ ứng dụng trên công việc thực tế của mình thôi, chứ mình không phải học nặng sâu về các kiến thức lập trình cũng như là công nghệ thông tin chuyên sâu. Dạ, em xin cảm ơn cô Yến rất nhiều vì những chia sẻ vừa rồi ạ. Và bạn Xuân Phương có câu hỏi rằng là: Dạ thưa thầy ạ, em muốn hỏi là ngành thương mại điện tử có được đi thực tập ở các sàn thương mại điện tử lớn không ạ? Chương trình thực tập ở ngành sẽ như thế nào và em sẽ được thực tập từ năm mấy ạ? Và câu hỏi này thì em xin mời thầy Phú gỡ rối giúp bạn ạ. Em xin mời thầy ạ. Rất là cảm ơn câu hỏi của bạn ha. Thì đối với sinh viên của ngành thương mại điện tử thì các em sẽ có đủ được trang bị đủ kiến thức cũng như là những cái kỹ năng chuyên môn để có thể nộp vào thực tập cho các sàn thương mại điện tử lớn. Hiện tại thì với chính sách đối tác giữa trường đại học và các sàn á, thì gần như là chưa có một trường đại học nào theo thầy biết là có một cái chương trình như vậy để mà đảm bảo cái chương trình thực tập cho các em. Vì vậy các sàn thì các em vẫn sẽ đi qua một cái quy trình tuyển dụng của các sàn tuyển dụng thực tập sinh. Nhưng mà với những kiến thức được trang bị từ cái chương trình thương mại điện tử của Đại học Văn Lang thì thầy rất là tin thầy thầy rất là chắc chắn rằng là các em sẽ có rất nhiều khả năng để có thể thực tập ở các cái sàn thương mại điện tử lớn.
Ngoài ra thì thời gian thực tập là vào khoảng thời gian nào của cái chương trình học? Thì hiện tại trong quá trình xây dựng hiện tại của ngành thương mại điện tử của cho cả 28 khóa 28 đó, thì phía ngành thương mại điện tử của Đại học Vân Lam cũng đang đang cân nhắc để có một cái lộ trình đi thực tập sớm nhất cho các em, nhưng mà cũng phải đảm bảo rằng các em có đủ cái kiến thức cũng như là kỹ năng cần thiết cho cái quá trình thực tập này. Thì dự kiến nha nha, dự kiến và vẫn chưa chính thức lắm thì chúng ta sẽ có một cái chương trình thực tập, nó sẽ rơi vào học kỳ thứ 9, có nghĩa là khoảng là năm 3, để các em có thể đi thực tập ở các doanh nghiệp. Thì thầy nghĩ rằng là thầy đã trả lời được câu hỏi và cũng như thắc mắc của các em rồi, đúng không ạ? Dạ em xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy Phú ạ. À, hy vọng rằng những chia sẻ này có thể giúp bạn Xuân Phương chúng ta gỡ rối về những thông tin về thực tập ạ. Và tiếp theo thì em nhận được câu hỏi từ bạn Hoài Anh. À, bạn hỏi rằng là, dạ em chào thầy cô ạ, em là con gái thì ngành học logistics có bắt buộc phải ra cảng không ạ? Hay là mình vẫn có thể làm trong khối văn phòng ạ? Và nếu có thì cụ thể là em sẽ làm mảng nào ạ? Thì em xin mời thầy Tịnh sẽ giải đáp thắc mắc của bạn. Một câu hỏi là thú vị ha. Cái câu hỏi này ngày xưa đến giờ lúc nào thầy lại đi làm tuyển sinh cũng có bạn hỏi hết. Có vẻ là các bạn nữ là thấy hứng thú với ngành này đúng không? Nhưng mà mình vẫn có đôi chút ngần ngại. Thì câu trả lời là rất thực tế thôi. Vợ thầy đang làm trong ngành này. Thì nếu mà hỏi thầy con gái làm được hay không, gái làm được, làm chắc chắn được. Và cũng như mọi ngành nghề khác, sẽ có những vị trí mà những bạn nữ sẽ làm có ưu thế hơn, và sẽ có những vị trí mà những bạn nam sẽ có ưu thế hơn. Ví dụ như khi chúng ta nói tới những cái công việc mà liên quan tới việc về phải chạy chứng từ, phải đi ra cảng, phải đi theo xe hoặc là trực ở ngoài bến tàu bến cảng chẳng hạn, thì tất nhiên là cái thể lực của bạn nam sẽ cho các bạn lợi thế lớn hơn rất nhiều. Nhưng ngành logistics và quản lý cung ứng không chỉ có những công việc như vậy, mà chúng ta có những công việc mà cái nét tỉ mỉ của những bạn nữ sẽ có cái lợi thế hơn hẳn. Ví dụ như là ở cái cấp độ thấp thì các bạn sẽ có những nhân viên chứng từ chẳng hạn, thì cái tính tỉ mỉ của các bạn nữ thì làm những công việc đấy nó sẽ hiệu quả hơn hẳn. Hay là khi chúng ta nói tới về quản lý chuỗi cung ứng như làm chuyên viên về thu mua chẳng hạn, chuyên viên về thu mua, về procurement, khi mà doanh nghiệp yêu cầu các bạn phải quan sát, phải cực kỳ tỉ mỉ, phải kiểm soát được cái lượng hàng nguyên vật liệu đi vào doanh nghiệp, và đảm bảo rằng cái luồng nguyên vật liệu dành cho sản xuất nó phải liên tục và không bị ngắt quãng, thì rõ ràng cái sự tỉ mỉ và những cái đức tính của người phụ nữ sẽ phù hợp hơn so với các bạn nam đấy. Rồi hay là những công việc cũng liên quan, nhiều công việc trong ngành mình nó thật là liên quan rất cần rất nhiều cái sự tỉ mỉ, và các bạn nữ thì rõ ràng là vượt trội hơn. Ví dụ như là chuyên viên hoạch định sản xuất chẳng hạn, khi mà các bạn phải tính toán, phải quan sát cái nhu cầu của khách hàng, rồi mình phải tính toán, mình phải đưa ra những cái lịch trình sản xuất cần cái sự và nó sẽ cần cái sự tỉ mỉ rất nhiều, vì cái lượng thông tin đổ về sẽ rất lớn, các bạn phải xử lý và phải có cái sự tỉ mỉ và am hiểu về cái quy trình sản xuất của doanh nghiệp. Thì rõ ràng phụ nữ làm rất tốt. Mà thực ra trong cái quá trình thầy đi làm, ngày xưa thầy đi làm á, thì nữ làm trong ngành rất là đông, và thậm chí là có những chị nắm giữ những vị trí rất là cao trong cái ngành nghề của mình. Đấy, thì do đó là đấy, thì thầy nghĩ là như vậy là chắc là đủ để giải đáp câu hỏi của em rồi. Chắc chắn là nữ làm ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng là rất tốt nha, nên em không có gì phải lo lắng. Dạ, em xin cảm ơn thầy Tịnh rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi ạ. À, thì tiếp theo chương trình thì em có nhận được câu hỏi từ bạn Thảo Vi. Bạn hỏi rằng là, dạ cho em hỏi nếu như mà em muốn vào ngành logistics thì có được đào tạo tiếng Anh lại từ đầu không ạ? Và câu hỏi này thì em xin mời thầy Minh Đức trả lời. Em xin kính mời thầy. Rồi, liên quan chào các bạn. Liên quan câu hỏi các bạn á, thì đúng cái ngành logistics của mình á là cái ngành mà kết nối giao thương chẳng những trong nước Việt Nam với lại các nước bên nước ngoài. Như hiện tại như nãy cô Yến có chia sẻ là mình phải làm việc với Trung Quốc như thời gian vừa rồi chẳng hạn, mà chẳng những Trung Quốc thôi, hầu hết những các nước trên thế giới.
Rồi, thì cái liên quan tới vấn đề ngôn ngữ tiếng Anh á, thì các bạn cũng đừng lo. Khi mình chỉ đáp ứng đúng yêu cầu tiêu chuẩn đầu vào, nếu bạn nào mà đã giỏi tiếng Anh ban đầu rồi, đó là một điều tốt. Còn nếu như các bạn đáp ứng được đầu vào, thì trong cái quá trình đào tạo, thì như thầy Tịnh đã chia sẻ với các bạn á, là trường mình đang thiết lập một khung chương trình để đào tạo cho các bạn đáp ứng được khung chương trình là bậc 4 trên 6. Tức là đâu đó AL của các bạn có thể là 6 chấm, đâu đó đó là các bạn có thể đủ năng lực để làm việc, đáp ứng được công việc sau này. Cho nên liên quan tới vấn đề tiếng Anh thì các bạn thì an tâm khi vào trường Văn Lang thì có khung chương trình để đào tạo cho các bạn ha. Dạ, em xin cảm ơn thầy rất nhiều và em xin mời thầy Đức bổ sung thêm rằng là vai trò quan trọng khi bạn học tốt tiếng Anh trong ngành logistics là em xin kính mời thầy. Thì cái vấn đề mà học tiếng Anh thì theo thầy thấy thì hầu như là đa số các bạn sinh viên cũng hay thắc mắc về vấn đề là thầy ơi, học ngành này có cần phải có tiếng Anh hay không. Thì thực sự là không chỉ riêng về ngành logistics và chỉ cung ứng đâu, quản lý cung ứng đâu, mà tất cả các ngành nghề khác, hay nói chung là hiện nay Việt Nam mình là đang trong quá trình hội nhập, nên là các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam rất nhiều. Ở trên là chúng ta nên xem tiếng Anh nó như là một cái ngôn ngữ gần như là mẹ đẻ luôn đi, chứ mình đừng có xem nó là ngôn ngữ thứ hai hay thứ ba, thì nó sẽ rất khó, nó sẽ như một cái trở ngại, dẫn đến là mình sẽ dẫn tới là cái khả năng tiếng Anh của mình nó không được tốt, không đó. Thì hiện nay thì các doanh nghiệp FDI nước ngoài thì khi mà chúng ta đi làm thì chúng ta cũng đều phải có tiếng Anh cả, chứ không phải là chỉ riêng ngành logistics, không. Nhưng mà vấn đề về tiếng Anh thì các em sinh viên cũng không cần phải lo, tại vì cũng như thầy Minh vừa chia sẻ đó, là hiện nay thì khoa thương mại nói chung và ngành logistics nói riêng thì cũng đều có những cái chương trình học, đúng không, và trường đại học Văn Lang cũng vậy, đều cũng cung cấp những khóa học đó để cho chúng ta có thể trau dồi cái kỹ năng tiếng Anh đó, để mà làm sao mà khi mà chúng ta ra trường, chúng ta đi làm đó, chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh cho công việc một cách hiệu quả. Đó thì đó là đôi lời chia sẻ đối với các bạn sinh viên. Những lời chia sẻ vừa rồi ạ. Và tiếp theo chương trình thì em có nhận được câu hỏi của bạn Ngọc ạ. Bạn hỏi rằng là em nghe nói rằng là ngành thương mại điện tử thì phải cần công nghệ đúng không ạ? Nhưng mà em lại không biết gì về tin học hay công nghệ, thì em có được học lại từ đầu không ạ? Và câu hỏi này thì em xin mời cô Yến giải đáp cho bạn. Em xin kính mời cô. Câu hỏi này thì rất là thú vị ha các bạn, và cũng rất là khó để trả lời. Tại vì nếu mà nói rằng nữ mà không rành về công nghệ thì thật ra các bạn vẫn có thể học ngành thương mại điện tử rất tốt, không có sao cả. Về tin học thì các bạn đa phần là hiện tại các bạn đều biết cái kỹ năng về tin học cơ bản là Word và Excel. Và tuy nhiên những ứng dụng ở trong ngành thương mại điện tử thì khi các bạn học trong chương trình học, những thầy cô dạy các bạn những môn học đó sử dụng những ứng dụng, những công nghệ gì thì thầy cô sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cho bạn, chứ bạn không cần phải học lại từ đầu bạn ạ. Và khi mà bạn học như vậy, có thể là bạn tham gia thêm tất cả những cái hội thảo, những cái seminar, thì những nhà chuyên gia họ sẽ giới thiệu cho bạn thêm những cái ứng dụng khác, và bạn chỉ việc là gì, thực hành theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và bạn làm đúng công việc của mình. Thế rồi. Em xin cảm ơn cô Yến rất nhiều về những thông tin rất hữu ích vừa rồi dành cho bạn Ngọc ạ. Và em cũng nhận được một câu hỏi từ bạn Huỳnh Thắng rằng là học logistics thì năm mấy tụi em sẽ được đi thực tập ạ. Và cho em hỏi rằng là doanh nghiệp là trường kiếm cho mình hay là mình tự kiếm ạ? Câu hỏi này thì em xin mời thầy Tịnh sẽ giải đáp cho bạn. Chương trình khóa 28 hiện nay của ngành của cả trường Đại học Văn Lang ấy, khóa 28 nói chung thì đang trong quá trình đổi mới khá là nhiều, và tất nhiên là đổi mới thì sẽ mình hướng đến cái thứ tốt hơn, mình đổi mới để tốt hơn, thì dẫn đến là cái khung chương trình hiện nay thì cũng đang nằm trong quá trình điều chỉnh. Nhưng riêng đối với ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng ấy, thì thầy đang sắp xếp cho khóa 28 các bạn thực hành vào học kỳ 3 của năm 3. Chương trình đào tạo của mình có 10 học kỳ, mỗi 3 năm đầu mỗi năm 3 học kỳ, và năm 4 các bạn có một học kỳ cuối. Thế thì các bạn sẽ được thực tập vào học kỳ 3 của năm 3, tức là các bạn thực tập vào học kỳ cuối cùng của năm 3. Tại sao lại sắp xếp như vậy? Lý do là sinh viên của ngành logistics trường học Văn Lang khi đi thực tập đa số là doanh nghiệp mời lại làm luôn.
Do đó, sắp xếp vào học kỳ cuối cùng của năm 3 để làm gì? Để các bạn nếu mà may mắn được doanh nghiệp mời lại làm sau quá trình thực tập thì các bạn có thể đi làm ngay. Bởi vì trong học kỳ cuối cùng là học kỳ 10 á, các bạn chỉ làm khóa luận thôi, khóa luận tốt nghiệp thì các bạn có thể làm ở nhà và cuối tuần có thể liên lạc với lại giảng viên hướng dẫn và mình có thể viết khóa luận vào cuối tuần và các bạn có thể đi làm bình thường. Và các bạn có thể đi làm rất sớm ngay khi các bạn kết thúc kỳ thực tập vào học kỳ cuối cùng của năm 3. Và hiện nay rất nhiều sinh viên của thầy đang trong quá trình thực tập ở cuối năm 3 cũng đã đang đi làm, đã là nhân viên chính thức của các doanh nghiệp rồi. Đấy, thì đấy là câu trả lời của thầy. Thì em xin cảm ơn thầy Tịnh rất nhiều về câu trả lời vừa rồi ạ. Dạ thưa thầy, thì ngành học thương mại điện tử thì mình có cần chuẩn bị những gì ạ? Và cơ hội ngành nghề này thì sẽ thế nào ạ? Thì em xin mời thầy Phú giải đáp thắc mắc này, em xin kính mời thầy. Ngành học thương mại điện tử thì nằm trong khoa thương mại và nằm dưới khối ngành business, kinh doanh. Thì vì vậy thì để học tốt được cái ngành thương mại điện tử này thì em cần chuẩn bị một cái kiến cho mình một cái kiến thức về kinh doanh chung tổng thể tốt, ví dụ như phải học tốt những cái môn về kinh doanh quản trị, những môn về kinh tế, thì đây chính là những nền tảng giúp cho tụi em có cái kiến thức về mặt lý luận. Ngoài ra thì mình cũng phải học thêm những cái kiến thức khác về công nghệ để mình hiểu cái công nghệ đó. Ở đây thì có rất giống như câu hỏi trước của các bạn là cứ hỏi rằng là ngành thương mại, học ngành thương mại điện tử thì mình có cần phải biết về công nghệ thông tin hay không? Biết ở đây thì dĩ nhiên phải biết rồi, nhưng mà nó hơi khác so với lại các bạn học cái ngành công nghệ thông tin là ngành chuyên ngành chính. Đó là các bạn phải phát triển phần mềm, các bạn phải phát triển những cái ứng dụng cho người dùng. Thì ở đây thì mình sẽ là người gọi là quản trị cái ứng dụng đó. Mình biết cách mình vận hành và mình sử dụng nó một cách hiệu quả, thì đó sẽ là cái kiến thức mà các em cần phải bổ sung cho mình. Thì thông qua cái chương trình được thiết kế riêng cho ngành thương mại điện tử thì các em sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức này. Và một điểm cộng nữa của ngành thương mại điện tử thì có thể nói với em ở đây là mình sẽ có những cái kiến thức và kỹ năng rất là đặc thù cho sinh viên của ngành thương mại và ngành business nói chung. Đó là những cái kỹ năng như kỹ năng công dân toàn cầu, hoặc là những cái kỹ năng rất là chuyên nghiệp về phát triển những kỹ năng mềm cho các em để cho các em có thể kiếm được công việc hoặc là tìm việc dễ dàng hơn trong cái quá trình thực tập cũng như là sau khi tốt nghiệp ra trường. Thì đây là những cái mà về mảng kiến thức ngành thương mại điện tử sẽ cung cấp cho em. Và còn về cơ hội nghề nghiệp thì giống như thầy chia sẻ ở trong cái số liệu trước đó, đó là cái tốc độ tăng trưởng trung bình từ 2021 cho đến 2025 hiện tại của toàn ngành thương mại điện tử thôi thì mình sẽ tăng trưởng khoảng 30% một năm. Có nghĩa là gì? Khi mà GMV của một cái thị trường tăng trưởng, điều đó chứng tỏ rằng là họ đang sản xuất ra nhiều sản phẩm và dịch vụ hơn. Hay nói cách khác là họ cần nhiều lao động hơn, họ cần nhiều nguồn lực hơn cho cái ngành này. Và chắc chắn rằng là thương mại điện tử sẽ còn rất là hot trong những năm tiếp theo. Và vì vậy thì cái cơ hội nghề nghiệp cho ngành này thì rất là lớn nha. Các em không phải lo về cái cơ hội việc làm sau khi ra trường đâu. Mà cái quan trọng nhất là mình trang bị gì cho mình ở cái giai đoạn này. Dạ, em xin cảm ơn thầy Phú rất là nhiều về những thông tin vừa rồi đã cung cấp cho các bạn những cái kiến thức về hành trang cần thiết cũng như là những cơ hội để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và theo đuổi cái ước mơ của mình trong tương lai ạ. Và em xin cảm ơn thầy ạ. Và tiếp theo thì có một câu hỏi rằng là chương trình học của mình thì có liên kết với các trường quốc tế hay không? Và em có nguyện vọng đi du học thì em nên chuẩn bị những gì ạ? Và với câu hỏi này thì em xin mời thầy Tịnh giải đáp giúp em là cơ hội ngành logistics ạ. Và cô Yến sẽ giới thiệu cho em ngành thương mại điện tử, em xin Rồi, đầu tiên nhé, để thầy nhớ lại nào. Tại vì nói thật là đối với khoa thương mại của chúng ta thì có rất nhiều các trường đại học đang liên kết và đang vận hành một số chương trình đào tạo liên kết và chuyển tiếp. Thế thì để thầy nhớ xem nào, ngành logistics của mình nhé. Giờ thầy nói về ngành logistics đi. Thì ngành logistics hiện nay á, các bạn có những lựa chọn như sau. Các bạn có thể học chương trình 3+1 tại Edes Lyon Pháp, là học xong bằng các bạn sẽ lấy bằng cử nhân logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại
trường đại học Bách Lang và một bằng về cử nhân kinh doanh toàn cầu tại FDS Lyon, Pháp. Thứ hai là các bạn có cơ hội để học chương trình 4+1. 4+1 là gì? Các bạn học 4 năm ở Văn Lang để các bạn lấy bằng cử nhân và học 1 năm tại Đại học Thammasat Thái Lan, Viện Công nghệ Quốc tế SIIT, để lấy bằng thạc sĩ. Đấy, thì đó là hai chương trình nổi bật mà hiện nay là ngành đang chung tay vận hành với lại Trung tâm Đào tạo Quốc tế của trường mình. Thế thì nói sơ về hai chương trình này thì cái chương trình của SDS thì rất là hay, nếu như các bạn muốn có cơ hội được đi du học sớm, tức là sau 3 năm các bạn và muốn đi châu Âu ấy, thì mình đi cái chương trình của SDS Lyon cũng rất là hay. Và bên đấy họ cũng nói là với chương trình của họ, cái bằng cấp của họ thì cái cơ hội được ở lại làm việc tại châu Âu thì cũng rất là tốt. Đối với chương trình của SIIT thì được đánh giá rất là cao về mặt chuyên môn. Chương trình thạc sĩ của họ được đánh giá rất là cao về mặt chuyên môn, và có không ít những cựu sinh viên chương trình thạc sĩ của SIIT về logistics của chuỗi cung ứng đang là đồng nghiệp của thầy tại các trường đại học khác ở thành phố Hồ Chí Minh, và rất nhiều số họ cũng đã quay trở lại Việt Nam và làm cho các doanh nghiệp lớn ở các vị trí quản lý với mức lương rất là tốt. Đấy, thì đấy là sơ qua về hai cái chương trình liên kết mà các bạn có thể tham gia khi các bạn là thành viên của, là một phần của ngành logistics của trường cung ứng tại trường Đại học Bách Lang. Em xin cảm ơn những thông tin vừa rồi của thầy Tịnh. Và về liên kết đào tạo của chương trình của ngành thương mại điện tử thì em xin mời cô Yến giải đáp thắc mắc cho các bạn. Đối với ngành thương mại điện tử thì hiện tại khoa cũng đang tìm theo những cái hướng, những cái trường tốt nhất để mà các bạn có thể liên kết. Tại vì các ngành ở các quốc gia đào tạo thì họ đào tạo về về cử nhân, về quản lý công nghệ thông tin, chứ không phải là một ngành thương mại điện tử hẳn như ở Việt Nam chúng ta. Mà lúc đó thì nếu mà để đào tạo đúng cho các bạn có thể học ra thì các bạn có thể tham gia những chương trình của NUTS của Singapore. Thì lúc đó các bạn có thể là học được đối với những kiến thức chuyên ngành, nhưng mà nó không phải là thương mại điện tử mà nó là e-business chứ không phải là e-commerce. Cho nên là bên phía ban chủ nhiệm khoa đang rất là đắn đo suy nghĩ trong cái việc mà chọn những cái trường liên kết cho các bạn, và trong thời gian sớm nhất thì chắc cũng sẽ có những cái chương trình liên kết phù hợp đối với ngành các bạn mong muốn. Tuy nhiên, đối với điều kiện để mà các bạn có thể học nâng cao trình độ lên cao hơn, lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ, thì ở trường sau khi các bạn tốt nghiệp ở trường Văn Lang, các bạn vẫn đủ điều kiện để đáp ứng được chương trình khi mà bạn học nâng cao thêm. Dạ, em xin cảm ơn những thông tin vừa rồi của cô Yến và thầy Tịnh. Thì em có nhận một câu hỏi rằng là dạng ngành logistics thì em nghe tên em thấy nó hơi lạ. Cái ngành này thì nó có cái cơ hội khởi nghiệp không ạ? Và thầy cô tư vấn giúp em ạ. Thì đây là câu hỏi mà các bạn có gửi vào hộp thư của Văn Lang. Thì để giải đáp câu hỏi này thì em xin mời thầy Đức giúp bạn trả lời. Em xin kính mời thầy. Thực ra thì nếu mà nói logistics mà lạ thì nó không lạ đâu. Chẳng qua là do mình có nghe từ này bây giờ hay chưa. Thực ra logistics thì nó đi theo ngành kinh tế. Tức là bất kỳ quốc gia nào cũng đều phải có cái hoạt động logistics của chúng mình cả. Đó, cho nên là nó tồn tại từ rất lâu rồi. Đó. Còn nếu mà nói về vấn đề khởi nghiệp thì chắc chắn là đều có thể khởi nghiệp được. Và thậm chí là đóng góp vào cái GDP của Việt Nam mình đó, thì những cái doanh nghiệp mà vừa và nhỏ đó, những doanh nghiệp logistics đó, thì chiếm tới 80% là những doanh nghiệp khởi nghiệp. Đó là cái nòng cốt, cốt lõi của ngành logistics của chúng ta. Tuy nhiên đó, để mà khi mà sinh viên mà chúng ta mà mới ra trường mà để mà khởi nghiệp thì nó cũng là một điều khá là khó. Tại vì sao? Tại vì nó yêu cầu chúng ta cần phải có kinh nghiệm. Đó, khi mà chúng ta có kinh nghiệm ít nhất cũng phải trên 10 năm trong ngành thì lúc đó chúng ta mới hãy tính đến chuyện khởi nghiệp. Chứ còn nếu mà chúng ta vừa học ở trường ra mà nếu mà khởi nghiệp thì thực sự là rất khó. Tại vì nó có rất nhiều những vấn đề mà chúng ta cần phải trải nghiệm thực tế ở ngoài. Nó thì đương nhiên trong quá trình học thì chúng ta cũng sẽ được trải nghiệm, nhưng mà nó cũng không thể nào mà nó toàn bộ được. Nó đòi hỏi chúng ta cần phải trau dồi qua năm qua tháng.
phải tầm theo thầy nghĩ là cũng cần phải 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 10 năm trở lên thì chúng ta mới tính đến chuyện khởi nghiệp ha. Và những doanh nghiệp mà hiện nay mà thầy quen biết đó, những anh chị đó mà đang làm đó, thì hầu như là ngày xưa thì khi mà ra trường thì cũng đi làm ở các doanh nghiệp, các công ty dịch vụ logistics hoặc các hãng tàu đó, hoặc là các cái tập đoàn đó, để mà trau dồi kinh nghiệm, rồi sau đó thì khi mà họ có được cái mối quan hệ hoặc là những cái kinh nghiệm rồi đó, thì họ mới bắt đầu họ mới thành lập công ty riêng, từ từ đó họ mới bắt đầu cái trình khởi nghiệp của họ. Không, thì đó là tôi lời chia sẻ về cái câu hỏi của bạn. Dạ, em xin cảm ơn thầy Đức rất nhiều vì đã giúp bạn trả lời câu hỏi ạ. Và em cũng có một câu hỏi từ bạn Phúc Thịnh rằng là hồi nãy em có nghe chia sẻ là học thương mại điện tử có học chiến lược marketing. Vậy thì học xong thì em có làm marketing được không ạ? Và câu hỏi này thì em xin mời thầy Phú giúp bạn trả lời ạ. Em xin kính mời thầy. Rồi, đối với câu hỏi này thì thật ra học thương mại điện tử thì em sẽ học về gì? Mình nói mình học thương mại thì sẽ liên quan đến mua và bán, và mình học cả 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 buy side và sell side, bên bán và bên mua, đúng không? Thì chắc chắn thì không thể thiếu được cái vai trò của marketing. Vì vậy thì không chỉ là em sẽ được học cái môn gọi là chiến lược marketing đâu, mà em còn được học những cái môn liên quan đến digital marketing, marketing căn bản, và chiến lược marketing. Vì khi mà em học đủ bộ như vậy ấy, thì em hoàn toàn có thể làm trong ngành marketing đối với lại chuyên ngành thương mại điện tử. Bởi vì kiến thức được trang bị cho em nó rất là thực chiến và nó rất là sát với lại những cái case thực tế để em có thể ứng dụng cho ngành thương mại điện tử. Và em cũng thấy rằng là hiện tại đối với ngành thương mại điện tử ở ngoài kia ấy, thì chúng ta cũng đã sử dụng rất là nhiều công cụ của ngành marketing trong cái quá trình vận hành cũng như là triển khai cái quá trình mua và bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử. Cho nên câu trả lời hoàn toàn có, và thậm chí là đó là một lợi thế của em nữa khi em học ngành thương mại điện tử. Dạ, thêm một câu hỏi từ các bạn học sinh thì đã gửi về cho hộp thư Văn Lan rằng là dạ mình học logistics á, thì mình có cần lường trước những cái khó khăn gì không ạ? Tại vì em thấy mấy anh chị đi trước nói là ngành này mình phải học nhiều, thì liệu em không có giỏi toán á, thì em có học được không ạ? Dạ, em xin mời thầy mình giải đáp thắc mắc giúp bạn ạ. Xin kính mời thầy. Câu hỏi này rất 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 hay ha. Thì như các em như như các bạn á, thì hồi nãy thầy Tịnh cũng có chia sẻ là học cái ngành logistics mình có hai mảng, một mảng là hướng quản trị và hướng mảng màu hướng vận hành. Thì bên cái ngành logistics của mình á, là mình đang học vào cái hướng là mình đang bên cái khối quản trị, cho nên liên quan tới cái học phần toán á, thì các bạn cũng an tâm là mình chỉ học tới toán lớp 12 là cũng đảm bảo được cái đủ cái phần tính toán để mình có thể vận hành cái nghề mà logistics của mình rồi. Tuy nhiên, nếu như mình đi theo cái mảng vận hành á, thì mình cần thêm một chút liên quan tới phần toán cơ bản, nâng cao một xíu. Nó chỉ là cái phần mà các bạn cũng an tâm, cũng không có gì là khó khăn đâu. Nó cũng là liên quan tới đạo hàm xíu thôi, thì đạo hàm bậc một này kia thôi chứ không có gì đâu. Cho nên liên quan tới phần toán thì các bạn an tâm ha, mình vẫn đáp ứng được công việc sau này. Còn những cái mà những khó khăn mà mình có thể lường trước để mình đi vào cái nghề logistics á, nó là cái gì á, thì nói thẳng với các em mình là cái phần ngôn ngữ, cái phần tiếng Anh á, nó là cái mà điều cần thiết để mình cần phải trau dồi. Nếu khi các em đã học tốt cái phần tiếng Anh rồi, các em có thể làm việc được trên giấy tờ bằng ngôn ngữ tiếng Anh, là thầy đảm bảo được là công việc ngành logistics của em, các em sẽ đảm bảo một cách là tốt nhất có thể được. Rồi, đó là cái phần chia sẻ của thầy ha. Dạ, em xin cảm ơn thầy Minh rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi ạ. Thì em cũng có nhận thêm một câu hỏi từ một bạn học sinh rằng là dạ thì thương mại điện tử ngoài mình làm ở các sàn thương mại thì mình còn có làm được công việc gì khác không ạ? Và mức lương của em sau khi tốt nghiệp thì nó có cao không ạ? Và để cung cấp thêm cho bạn thông tin thì em xin mời cô Yến ạ. Ngoài cái công việc là vận hành trên các sàn hoặc là bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì các bạn, thứ nhất là mình nói là trước hết là mình vẫn có thể tự khởi nghiệp,
cho chính bản thân mình, tức là mình làm chủ một doanh nghiệp kinh doanh bất kể một mặt hàng nào đó, hoặc thứ hai là bạn sẽ là chuyên viên, có thể là chuyên viên về chăm sóc khách hàng trên các sàn, hoặc là bạn có thể làm về các lĩnh vực về vị trí là bảo mật thông tin, hoặc là bạn cũng có thể đi thu thập các thông tin về nghiên cứu thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử, hoặc là thông qua các cái website hoặc là những agency để mà mình phân tích thông tin dữ liệu của khách hàng. Mức lương cơ bản thì nó sẽ tùy thuộc vào năng lực của chúng ta. Nếu mà các bạn thật sự giỏi và bạn vào các cái sàn lớn thì mức lương bạn hiển nhiên sẽ rất là cao. Tuy nhiên thì mức lương cơ bản nếu mà một người ra trường theo hình thức hiện tại bây giờ thì cô nhớ không lầm thì mức lương nó dao động khoảng từ 15 trở lên. Dạ, em xin cảm ơn cô Yến rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi ạ. Và câu tiếp theo em muốn hỏi thầy Tịnh, thì sinh viên Logistics á, mọi người hay nói là năng động, vậy em hướng nội thì em có theo học được không ạ? Và mình cần phải chuẩn bị gì để thành công trong ngành này? Em xin mời thầy. Rồi, thầy cũng là người hướng nội, tự nhận luôn, mình là người hướng nội. Nhưng mà khi mà em ngày xưa thì thầy cũng khá là khép mình, đúng không? Mình khi là mình học sinh, mình là sinh viên, cái gọi là nhu cầu của mình giao tiếp xã hội nó chưa có nhiều thì mình được phép hướng nội. Nhưng khi em ra ngoài xã hội và em đi làm ngành nghề nào cũng vậy, và đặc biệt trong ngành logistics của nó chịu cung ứng, một cái vấn đề mà thầy nghĩ nó rất là quan trọng và cần thiết đó là giao tiếp, hay là còn gọi là communication á, là tối quan trọng trong bất kỳ chuỗi cung ứng nào. Thế thì dẫn đến là sao? Mình hướng nội nhưng mình muốn thành công thì mình nên thay đổi. Và thầy nghĩ trường Hào Văn Lang, ngành logistics quản lý chuỗi cung ứng sẽ là cái môi trường hoàn hảo để em có thể thay đổi và trở thành một con người phù hợp với ngành nghề. Hay nói đúng hơn nữa là biến cái ngành nghề mà em mơ ước nó trở nên phù hợp với bản thân mình. Thế thì sau này em đi làm thì tất nhiên sẽ có những vị trí mà người có tính chất hướng nội có thể làm được. Một số vị trí liên mang tính chất kỹ thuật hơn trong ngành mình, ví dụ như là DA, Data Analysis chẳng hạn, chuyên viên phân tích dữ liệu, hay là những bạn mà chuyên về mặt kỹ thuật trong các nhà máy, ví dụ như là làm các vị trí IE, Industrial Engineering, các bạn kỹ sư về, các bạn đảm nhiệm cái phần kỹ thuật về máy móc công nghiệp, hay là kỹ thuật về dây chuyền sản xuất, ngành mình làm được nha, ngành mình làm được cái đó. Thì những bạn như vậy thì các bạn tiếp xúc với lại người khác cũng không nhiều, nên là thầy nghĩ nó cũng có thể là phù hợp với người hướng nội. Nhưng mà về mặt bản chất cái ngành nghề của mình, và nói chung là những ngành thuộc khối kinh tế nói chung á, thì nó cần một cái sự giao tiếp. Và vấn đề giao tiếp là tối quan trọng trong ngành nghề của mình nếu các bạn muốn thành công. Nhưng mà em cũng đừng có ngại khi em là người hướng nội, vì bản thân thầy đây, thầy ngày xưa cũng cảm thấy mình là người hướng nội. Nhưng mà dần dà khi mình học hỏi này, mình trau dồi kiến thức trên ghế nhà trường, mình đi ra ngoài, mình đi làm, bản thân mình sẽ thay đổi để phù hợp với cái ngành nghề mà mình thực sự yêu thích. Em xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của thầy Tịnh. Thì dạ cô Yến ơi, thì em cũng tò mò là đối với ngành thương mại điện tử thì như thế nào ạ? Em, các bạn trẻ thì hiện nay cần chuẩn bị những cái kỹ năng nào để có thể phát triển trong ngành này? Em xin kính mời cô. Đối với ngành thương mại điện tử thì có thể nói là những bạn hướng nội thì sẽ kém ưu thế hơn so với những bạn mà hướng ngoại và lanh lẹ hơn. Tuy nhiên thì mỗi một ngành nghề khi mà mình đã dấn thân vào, mình làm được nó thì mình sẽ cảm thấy rằng con người của mình càng ngày càng thay đổi, và ngàn ngày mình sẽ đáp ứng được với những cái thay đổi ở trong cuộc sống, trong ngành nghề của mình, và mình cần phải đáp ứng. Đối với các bạn trẻ thì có những bạn nói rằng là cô ơi, em nhát giao tiếp với các bạn đồng nghiệp, hoặc các bạn hoặc là đồng nghiệp sau này, và em sợ đi ra ngoài, có thể là em nói những cái gì đó nó sẽ không có lọt tai, không có phù hợp với những người khác. Thì mình luôn khuyên các bạn là các bạn hãy tự tin lên, đúng không ạ? Một khi mình thích thì mình hãy cố gắng, mình làm cho bằng được. Thì lúc đó mọi người sẽ công nhận rằng bạn đang phù hợp với cái ngành nghề đó, chính ngành nghề đã làm cho bạn trưởng thành hơn,
bạn có nhiều bản lĩnh hơn, và lúc đó bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của bạn nó muôn màu muôn vẻ hơn. Còn riêng đối với khi mà mình thấy rằng trong giao dịch tất cả các ngành như là thầy Tịnh, thầy Minh đều nói rằng gì, với kiến thức ngoại ngữ thì các bạn thấy rằng trong ngành thương mại điện tử, mình nói là ngoài kiến thức tiếng Anh ra thì kiến thức về ngôn ngữ, có thể là nhiều bạn nói rằng là tôi không có giỏi về công nghệ, tôi không giỏi về các mặt như toán lý hóa chẳng hạn, thì tôi chỉ giỏi đơn giản một cái là tôi học được ngôn ngữ Anh, Pháp, Hàn, Nhật, thì đó chính là một cái lợi thế cho các bạn khi mà các bạn đi ra ngoài giao thương giao dịch với các nước. Dạ, em xin chân thành cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của cô Yến ạ. Và kính thưa quý phụ huynh cũng như là các bạn học sinh thân mến, thì hôm nay chúng ta đã được trò chuyện, giải đáp rất nhiều những câu hỏi trong chương trình về những ngành học. Và thời lượng chương trình thì cũng gần hết rồi, cho nên là em cũng muốn nhờ quý thầy cô gửi một lời khuyên, một lời chia sẻ, một lời động viên, một lời truyền cảm hứng cho các bạn học sinh trước kỳ thi quan trọng sắp tới ạ. Dạ, về phía kết nối trực tuyến thì em xin mời thầy Đức ạ. Thì trước khi mà kết thúc chương trình thì thầy cũng xin gửi lời khuyên tới các bạn sinh viên, các bạn học, các học sinh, các bạn sinh viên chuẩn bị thi và vào ngưỡng cửa đại học đó. Thì cuộc đời thì chúng ta cũng đều, ai cũng đều phải có khó khăn cả, không? Nhưng cái quan trọng là chúng ta đối mặt cái khó khăn nó như thế nào. Như bản thân thầy thì thầy xem cái khó khăn nó như là cái thử thách để mình vượt qua. Mà mỗi lần mình vượt qua cái thử thách thì mình sẽ trao dồi thêm những kinh nghiệm đó, và từ đó nó sẽ giúp mình trưởng thành hơn. Đó. Cho nên là thầy chúc các em là sẽ thành công trên con đường học tập và làm việc. Xin cảm ơn. Thầy có cái lời chia sẻ hay là lời khuyên nào dành cho các bạn sĩ tử sắp tới không ạ? Dạ thầy Minh ơi, thì em cũng muốn nghe những cái lời chia sẻ, những lời động viên của thầy dành cho các bạn học sinh trước kỳ thi quan trọng sắp tới để các bạn có thêm động lực đấy ạ. Thì thầy có một vài điểm như sau, thì mình đi theo từng bước một đi. Giờ bước thứ nhất á, là các em tập trung vào để mình ôn bài, để mình thi cái kỳ thi tốt nghiệp 12 cho nó tốt nhất có thể được. Sau khi mình lấy cái điểm tốt nhất ở kỳ thi tốt nghiệp 12 của mình xong á, là khoảng ngày 15 tới tháng 7 á, các em vào cái trang tuyển sinh trường Đại học Văn Lang để mình xem cái điều kiện đầu vào, tuyển sinh đầu vào mà thầy Tịnh với lại cô Yến nãy chia sẻ với các em á, vào đó để mình xem cái điều kiện cũng như là cái yêu cầu nhà trường để mình xem mình nộp đơn vào học cái ngành logistics hay thương mại điện tử cho phù hợp với cái bản thân mình ha. Kèm theo đó là cái lời khuyên thứ ba cuối cùng, đó là các em phải phát triển cái kỹ năng tiếng Anh. Nếu như hiện tại giờ mình chưa có tự tin để mình giao tiếp được với cái người trước mắt, là mình nói chuyện với cái người Việt mình với nhau đi trước đã, rồi sau đó mình mới nghĩ tới cái chuyện là mình có thể giao tiếp được với lại người nước ngoài, thì mình chưa có điều kiện hoặc là mình chưa đủ tự tin để mình có thể giao tiếp được á, thì các em cũng được an tâm khi mình vào trường Đại học Văn Lang. Thì cái chương trình mà đào tạo để các em có thể đạt được cái bậc 4/6 thì các em cũng có thể giao tiếp để làm việc được. Rồi tóm lại là cái nhu cầu và sự cần thiết của tiếng Anh thì các em phải luôn nhớ trong đầu là mình phải học. Rồi đó là lời khuyên của thầy đến các bạn ha. Dạ, em xin chân thành cảm ơn thầy ạ. Dạ thầy Phú ơi, thì các bạn học sinh cũng sắp thi rồi á, thì không biết là thầy có một cái lời truyền cảm hứng nào cho các bạn để các bạn có thể tự tin vượt qua kỳ thi và đến với đại gia đình Khoa Thương mại không ạ? Rồi, kỳ thi sắp tới thì thầy cũng chúc cho các em sẽ có một cái tinh thần tốt nhất để thực hiện cái bài thi tốt nhất của mình. Ngoài ra thì thầy thấy rằng là ở mỗi ngưỡng cửa của cuộc đời ấy,
thì việc là các em vượt qua một kỳ thi hay các em đạt được một cái điều gì đó, nó cũng chỉ là một cái dấu mốc trong cuộc đời của mình thôi. Cái điều quan trọng nhất ấy, là mình làm được cái gì mà khiến cho bản thân mình tự hào, mình làm được gì mà khiến để khi khi các em 40, 50 tuổi các em nhìn lại các em thấy rằng à, mình đang sống một cuộc đời, mình đã sống một cuộc đời rất là ý nghĩa rồi. Cái điều đấy ấy, nó sẽ đem lại giá trị cho các em sau này. Việc lựa chọn một cái ngành học hay là một ngôi trường, đó cũng chỉ là một lựa chọn mà thôi. Cái điều quan trọng nhất là gì? Bọn em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn đó, để em thấy nó phù hợp với chính bản thân mình, thì nó sẽ đem lại giá trị cho tụi em thôi. Và thầy cũng muốn chia sẻ một cái câu chuyện nhỏ nhỏ của thầy. Ngày xưa thầy nghĩ rằng là mình phải có bằng đại học trong tay thì mình mới bắt đầu mình đi làm được. Nhưng mà các em biết không, đến năm đầu tiên của đại học thầy đã có công việc đầu tiên đầu đời rồi, đi làm chuyên nghiệp. Thì lúc đó thầy mới nhận ra được một điều đó. Thật ra bằng cấp cũng chỉ là bằng cấp thôi, nó chỉ là một tờ giấy thôi. Nó chứng nhận cái quá trình bọn em đã, các em đã phấn đấu. Nhưng mà cái ở lại với các em đó là thực lực, đó là kiến thức, đó là kỹ năng sẽ đi cùng với các em trong suốt cuộc đời của mình. Thì thầy hy vọng các em hiểu được cái điều đó và cái giá trị đó. Kỳ thi hay bất kỳ cái gì nó không quan trọng đâu, quan trọng mình tự tin và mình vững vàng với những cái hiểu biết của mình. Cái điều đó nó sẽ là cái giá trị đi theo em mãi mãi. Và chúc một lần nữa, chúc các em may mắn trong kỳ thi sắp tới. Dạ em xin chân thành cảm ơn các thầy rất là nhiều ạ. Dạ về phía trường quay thì em cũng xin mời cô Yến có đôi lời chia sẻ với tất cả các bạn học sinh sắp tới. Em xin kính mời cô. Rồi. Chào các bạn. Thì khuyên thì cô không có nhiều lời khuyên dành cho các bạn đâu, mà từ kinh nghiệm thực tế thì trước tiên là các bạn hãy nên vượt vũ môn cho cái kỳ thi quan trọng, tức là kỳ thi tốt nghiệp. Dù là bạn có nguyện vọng là bạn muốn học đại học hay là bạn muốn học một ngành nghề nào đó, thì gia đình luôn là người luôn ủng hộ các bạn, và kế đến đó là nhà trường sẽ là người đưa ra những cái hướng cũng như là những kim chỉ nam để mà dìu dắt cho các bạn trong những con đường sắp tới. Tức là người ta nói là vượt vũ môn hóa rồng, nhưng mà mình thì cứ hết 12 trước đã, rồi sau đó mình hãy lắng nghe trong trái tim của mình, mình đang muốn gì và mình muốn làm được gì, và trở nên là mình là một người sống có ích cho xã hội, và mình luôn luôn cảm thấy hạnh phúc đối với những điều mà mình được chọn. Và cô luôn chúc các bạn là dù làm việc gì ở bất cứ nơi đâu thì các bạn luôn là những người thành đạt và luôn gặp nhiều may mắn. Cảm ơn ạ. Thì em xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ và những lời góp ý là chân thành từ cô Yến ạ. Và về thầy Tịnh thì không biết là thầy có cái lời động viên cũng như là lời truyền cảm hứng nào cho tất cả các bạn học sinh sắp tới sẽ gia nhập vào đại gia đình Văn Lang và đại gia đình nhà khoa thương mại không ạ? Xin mời thầy. Đầu tiên thì thầy xin chúc các bạn thật là tự tin. Mình cố gắng, mình vượt qua cái kỳ thi trung học phổ thông sắp tới với cái số điểm cao nhất có thể. Sau khi các bạn đã vượt qua rồi thì thầy mong là phần lớn các bạn theo dõi cái chương trình ngày hôm nay sẽ tin tưởng và sẽ lựa chọn ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng nói riêng và khoa thương mại nói chung sẽ là người đồng hành với các bạn trong 4 năm học đại học sắp tới, và thầy hy vọng là thầy sẽ có cơ hội gặp lại các bạn trong năm học tới. Dạ em xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của quý thầy cô rất là nhiều ạ. Và không chỉ là truyền động lực cho các bạn đâu mà đến cả em đây cũng cảm thấy là được truyền động lực nữa ạ. Và các bạn ơi, thì câu chuyện về những ngành nghề đến đây cũng là số livestream kết thúc. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại Văn Lang Q&A vào tối thứ ba hàng tuần. Thì cảm ơn những lời chia sẻ và những lời góp ý chân thành từ ban tư vấn tối nay. Em xin kính chúc cho quý thầy cô có thật nhiều sức khỏe và hy vọng rằng là Văn Lang sẽ và các thầy cô sẽ gặp các bạn học sinh tại số livestream sắp tới, cũng như là sẽ gặp các bạn tại đội ngũ khóa 28 trong tương lai. Và các bạn ơi, từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2022 thì Trường Đại học Văn Lang sẽ thông báo chính thức về nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học đợt 2 đối với các bạn theo phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông, và các bạn xét điểm thi đánh giá năng lực đối với các bạn
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn nào đã bỏ lỡ cơ hội xét tuyển học bạ đợt trước của Văn Lang rồi, hoặc là đã đăng ký nhưng mà muốn tìm thêm cơ hội ngành nghề để phát triển thêm, thì các bạn nhanh tay nộp hồ sơ vào đợt 2 nha. Và ngoài ra thì để đồng hành cùng thí sinh trong mùa tuyển sinh đại học thì cũng có rất nhiều thay đổi về quy chế nè, về và trường đại học Văn Lang lên sóng livestream cũng như là đặc biệt là vào tối 18 giờ thứ ba, thứ năm hàng tuần nhằm tư vấn cho các bạn và giải đáp những thông tin về xét tuyển đại học năm 2022. Và các bạn học sinh ơi, chúng ta nhớ đón xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chớ lo em à, dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên trang buồn phàn, rồi Văn Lang chắp cánh cho bạn bay về muôn nơi xa. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, ước mơ mãi luôn thắp sáng, dâng đầy niềm tin chúng ta sẵn sàng. Cùng nhau ta hát vang khát vọng Văn Lang, mãi yêu ngôi nhà thân thương, dâng đầy niềm vui mỗi chớ lo em à. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi không một mình nhé, cùng sát vai kề vai, sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười mà ước mơ vào đời. Và rồi Văn Lang sẽ đến bên bạn trang buồn vàn, rồi Văn Lang chắp cánh cho bạn.